đến thầy, hôm nay em sẽ làm bài tập LCD dòng 1 hiển thị hỏi thêm sinh viên, dòng 2 đếm giây yêu cầu làm theo hai cách. Cách 1 là kết nối LCD đến vi điều khiển theo kiểu 8 đường từ sử dụng thư viện trong sách. Cách 2 là kết nối LCD theo kiểu 4 đường mà trong thư viện có sẵn. Đầu tiên em sẽ làm việc kiểu 4 đường trước, xài thư viện có sẵn trong một bình CSS, như là khai báo thư viện 16f887.h, khai báo cấu hình của Big, khai báo xung Glob, sử dụng thư viện có sẵn là lcd.c, chương trình chính sử dụng là lcd init. LCD của tôi biết thì cục 1 có nghĩa là lệnh trỏ tới vị trí là hàng 1 cục 1, và LCD Bussy là sẽ xuất ra chữ là xuất ra tên của em và cái vòng lặp. Còn ở phần vòng lặp này là của phần đếm dây sẽ đếm từ 0 cho tới 59. Ban đầu k bằng 0, nếu k bé hơn 60 thì k tăng, và nó sẽ nằm ở phía dưới cái hàng tên của em ở vị trí là LCD 12. Cái này print có nghĩa là nó sẽ xóa cái số 0 vô nghĩa. Thời gian delay là 20 giây. Ở đây sẽ là product của nó. Đây là nút reset thì em đã nói tắt các chương của nó lại. Hiện tên đầu dòng ở trên là hiện tên, ở dưới là hiện tiếp dây. Tới 59 thì nó sẽ tự động đếm lại. Còn đây là kết nối theo kiểu 4 đường, còn qua đây còn tiếp theo là sẽ kết nối theo kiểu 8 đường. Khai báo thư viện sử dụng 16f887.h, khai báo cấu hình của con bit sung clock, và sẽ set up cái chân của LCD RS RW E0 E1 E2 và sử dụng thư viện LCD ở trong sách, và khởi tạo biến dây khai báo mã LCD bao gồm 10 chỉ số từ 0 tới 9 để đếm dây chương trình chính của nó. Xích D chưa bọc D và E sẽ là 0. Sử dụng lệnh LCD setup ở trong thư viện LCD.MC, lệnh LCD command nằm trong thư viện LCD.MC. Đây là lệnh trỏ tới vị trí 0x80 là vị trí hàng 1 cột 1. Vị trí 1 cột 1 và cái vòng lặp quay tru là dùng để đếm dây ban đầu khoảng 0. Nó bé hơn 60 thì sẽ tiếp tục tăng, mà nếu mà nó lớn hơn thì nó sẽ vọt cho lên lần đầu, và nó sẽ hiện ở vị trí ở phía dưới cái hàng tên của em. J10 nghĩa là hàng chục, và 110 là hàng đơn vị. Cái này là phần rotate của nó. Ở trên sẽ hiện tên của em nếu ra đếm dây.
chính nó sẽ tự động sẽ lại em xin hết ạ.